Phật bảo: Thiện hiện, ý ông nghĩ sao có thể lấy các tướng đầy đủ để quán Như Lai chăng? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng thể lấy các tướng đầy đủ để quán Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai nói các tướng đầy đủ, tức chẳng phải các tướng đầy đủ. Phật lại bảo cụ thọ thiện hiện các tướng đầy đủ đều là hư dối, cho đến chẳng phải tướng đầy đủ đều chẳng phải hư dối. Như vậy nên quán Như Lai bằng tướng chẳng phải tướng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, sau đời đương lai, hậu thế hậu thời, hậu phần 500 năm, khi chánh pháp sắp diệt, thời phân chuyển có hữu tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế mà sanh thật tưởng chăng? Phật bảo: Thiện hiện, chớ nói rằng sau đời đương lai, hậu thế hậu thời, hậu phần 500 năm, khi chánh pháp sắp diệt, lúc thời phân chuyển có hữu tình nào nghe câu kinh điển nói sắc như thế mà sanh thật tưởng chăng? Này thiện hiện, sau đời đương lai, hậu thế hậu thời, hậu phần 500 năm, khi chánh pháp sắp diệt, lúc thời phần chuyển có đại bồ tát đầy đủ giới, đầy đủ đức, đầy đủ tuệ. Lại nữa, thiện hiện, đại bồ tát ấy chẳng phải ở một chỗ Phật vâng thờ cúng dường, chẳng phải ở một chỗ Phật đồng trồng các căn lành,